Rapper Playboi Carti bị bắt vì bóc cổ bạn gái. Playboi Carti bị bắt tại Georgia vì hành hung bạn gái đang mang thai. Tuy nhiên, luật sư của anh tiết lộ thân chủ sẽ không bị truy tố. Ngày 14 tháng 2, TMZ đưa tin Playboi Carti nhiều khả năng sẽ không bị truy tố sau những cáo buộc hành hung bạn gái. Chủ nhân bản hit Suta bị cáo buộc đã túm cổ và đẩy ngã bạn gái vào ngày 20 tháng 12 năm 2022. Nạn nhân tiết lộ Playboi Carti bóc cổ cô đến nghẹt thở. Cô gái này hẹn hò rapper trong hơn 2 năm và cả hai sống chung tại biệt thự ở Georgia của anh ta kể từ tháng 7 năm 2022. Tại thời điểm bị tấn công, cô đang mang bầu 14 tuần. Nguyên nhân vụ việc là cô gái làm xét nghiệm huyết thống cho đứa con trong bụng của mình, dẫn đến cãi vã. Một nhân chứng gần đó đã cố gắng ngăn cản để nạn nhân chạy thoát đến chỗ xe hơi. Tuy nhiên, rapper đuổi kịp và tiếp tục tấn công cô. Tiết lộ với cảnh sát, nạn nhân cho biết bạn trai bịt miệng khi cô đang cố gắng gọi 911. Tuy nhiên, theo TMZ, Brian T, luật sư của Playboi Carti, tuyên bố Carter đã bị buộc tội sai. Theo thông tin liên lạc của tôi với văn phòng biện lý quận Fulton, trường hợp này sẽ bị hủy bỏ, không có truy tố hay kiện tụng. Playboi Carti tên thật là Jordan Terrell Carter. Anh sinh năm 1996, là rapper nổi tiếng người Mỹ. Anh nhận được nhiều sự chú ý khi phát hành các album như Hollywood Tarep, Dilith. Không chỉ âm nhạc, Playboi còn hoạt động trong địa hạt thời trang. Nam rapper từng có một vài lần vi phạm pháp luật trước đó, bao gồm vụ tàng trữ súng và ma túy vào tháng 4, 2020.